khi thuyết tướng chân như này trong chúng hội này có một vạn ba ngàn bí xô các lậu hết sạch tâm được giải thoát thành a la hán năm trăm bí xô ni xa lìa trần cấu ở trong các pháp sanh pháp nhãn thanh tịnh năm ngàn đại bồ tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn sáu vạn bồ tát các lậu hết sạch tâm được giải thoát thành a la hán Lúc bấy giờ Phật bảo xá lợi tử, sáu vạn Bồ Tát này ở trong quá khứ đã từng thân cận cúng dường 500 Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật này phát nguyện rộng lớn tránh tín xuất gia tuy tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự nhưng vì chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng nhiếp thọ sức phương tiện thiện xảo nên khởi tưởng sai khác, làm việc sai khác khi tu bố thí nghĩ thế này. Đây là sự bố thí, đây là tài vật, đây là người nhận ta là người bố thí khi tu tịnh giới nghĩ thế này đây là tịnh giới đây là tội nghiệp đây là trường hợp phải giữ ta là người giữ giới khi tu an nhẫn nghĩ thế này đây là an nhẫn đây là chướng ngại phải nhẫn đây là trường hợp phải nhẫn ta là người nhẫn khi tu tinh tấn nghĩ thế này đây là tinh tấn đây là giải đãi đây là việc làm ta là người tinh tấn khi tu tịnh lự nghĩ thế này đây là tịnh lự đây là tán loạn đây là việc làm ta là người tu định vì họ xa lìa bát nhã ba la mật đa và xa lìa sức phương tiện thiện xảo nên nương vào tưởng sai khác làm việc sai khác trong việc tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự do tưởng sai khác làm việc sai khác nên chẳng được vào địa vị tránh tánh ly sanh của bồ tát do chẳng được vào địa vị tránh tánh ly sanh của bồ tát nên đắc quả dự lưu lần lượt cho đến đắc quả a la hán Giá Lợi Tử các Bồ Tát này tuy có đạo Bồ Tát Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện nhưng vì xa lìa bát nhã ba la mật đa và sức phương tiện Thiện xảo nên đối với thật tế tác chứng chỉ thủ quả Thanh Văn hết quyển thứ ba hai